Lệ Quyên bất ngờ bóc tính cách thật của tình trẻ kém một con giáp Lâm Bảo Châu. Vào chiều ngày 7 tháng 5, Lâm Bảo Châu đã đăng tải những bức hình tình bể bình bên bạn gái Lệ Quyên. Cặp đôi cùng mặc trang phục của người dân tộc Hà Nhì. Trong loạt hình ảnh được Lâm Bảo Châu chia sẻ, cả hai quấn quýt dính như sam. Đặc biệt, nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên còn ngọt ngào tựa đầu vào lưng tình trẻ kém 12 tuổi. Khán giả khen ngợi Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên vô cùng đẹp đôi. Dân tình còn chăm chăm vào bình luận tương tác giữa cặp đôi này. Dưới bài đăng, nữ hoàng phòng trà tình cảm gọi Lâm Bảo Châu là thầy giáo ơi, kèm biểu tượng trái tim. Đàng trai sau đó cũng nhanh chóng đáp lại thầy giáo đây. Lệ Quyên còn bất ngờ chia sẻ tính cách thật của bạn trai Lâm Bảo Châu là hay dỗi. Nữ ca sĩ còn cho biết hiện tại đang cố gắng mỗi ngày và vun đắp tình cảm cùng nhau. Sau khi công khai chuyện hẹn hò từ cuối năm 2020, cặp đôi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Hiện tại, cả hai đã gắn bó bên cạnh nhau được hơn 3 năm. Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm với nhau trên mạng xã hội. Lệ Quyên từng nhắn nhủ tình cảm tới Lâm Bảo Châu, cảm ơn anh luôn nắm chặt tay em xuyên qua khó khăn và nuôi dưỡng hạnh phúc. Luôn nhẫn nhịn và vị tha, dù có thiệt thòi rất nhiều, vì bao điều tốt đẹp của bản thân không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất Quyên có được trên đời này. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.